Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2020. Thì mình có cây linh sam bông tắng hai màu. Cây này chắc cũng khoảng tàn khoảng 2 mét hơn. Anh Toàn, anh đứng, anh dang tay ra đi. Đứng Tên phía sau với tên tôi. hai mét Hả? tên hai mét Tên 2 mét không? tên tên không hai mét tên hai mét Thì phỏng phỏng đứng dang tay thử coi. Dang tay ta có người. Ừ. Này, này ấn trước nè. Còn đứng phía sau nó bự hơn đó. Ghê không? Rồi. Thì nói tàn 2 mét chứ em đâu có bán tàn, tại tàn mình chiết mà. Là cái linh sam này nó ngộ một cái là ví dụ như cây ginh nha. Thì bông nè, bông tím nè, anh chị mình thấy không? Đây bông tím. Bông tắng thì đó, con tông tắng có tím nó từ lưa luôn. Nhưng mà này là nó chưa gộ nè, gộ chắc ghê lắm ha. Anh chị mình mua á, thì sau khi em biết chiết xong á, là mình sẽ bứng gốc luôn. Anh chị mình có thể mua tước ha. Đây. Cái này bứng lên khoảng 1 gang, 2 gang. Cái này khoảng 5-60 chơi cái tàn bonsai đẹp lắm. Quá trời bự luôn ta. Này gai quá vô không được. Rồi bông tắng hai màu, lộ này lâu lớn dữ lắm. Tàn này 2-3 mét nè. Mặt hậu. Gai đó quá, ghê quá. Mặt hậu. Đây lát ấy xong cái quay điện cho ông bạn coi ông mua cái cây này không. Tại vì cây này của Vũ nha. Cái loại tắng hai màu lâu lớn ấy bà. Tàn ghê. Khủng khiếp ha. Sẵn quay cây kim song huynh luôn ha. Đó, đây cái cây phía sau. Cây là cây linh sam kim song huynh, đây ông thợ đang chuẩn bị chiết. Chiếc sam hương với linh sam kim song hình. Cây này bự quá hả? Cây này sao bứng mày? Cây này quá bự luôn. Cái tàn này nè. Cái này cái nậu này chắc không có đo được nè. Quá trời. Quá trời hả? Cây này giờ làm nội làm đế không chắc ngày trời. Cây bên kia nhỏ hơn mà cũng cao. Có 4 mét. Sam hương này tụi em đang chuẩn bị chiết ha. Chiết nhánh nhỏ nhỏ này thôi. Nhánh bự qua đó, làm ngon nhánh gì. Thằng bạn nó vừa chỉ.